Xin chào mọi người. Nhà mình đang ở nhà mùa hè, gọi là ở quê đó, ở Phần Lan, đi về nhà mùa hè của nhà bạn chơi. Hôm qua thì bọn mình đến hơi muộn, gần 8 giờ mới đến nơi, nhưng mà thức chơi đến 2 giờ sáng mới ngủ. Nhưng mà sáng hôm qua thì trời rất là đẹp, nhưng hôm nay trời thì mưa phùn như thế này. Thì nhà mùa hè của bạn ấy thì gần một cái hồ, gọi như là một cái nhánh sông để đổ ra biển đó mọi người. Cho nên là nước rất là trong, trong hơn so với những cái hồ khác. Và ở đây cũng có cá rất là bự. Ở đây là thành phần không thể thiếu của nhà mình khi mà đi chơi. Rồi đang nghịch cái bếp. Mọi người biết không, cái kiểu này bếp này rất là cũ và rất là cổ rồi. Rất là thích vì nhà bạn có thể giữ được những cái thứ rất là cổ như thế này đó. Rồi để mẹ quay cho mọi người cùng xem nào. Đây là dạng như là cái bếp, cái bếp mà mọi người có thể nấu ăn á. Dạ, nhưng mà cái kiểu này thì rất là lâu đời rồi. Thì ở đây, mọi người thấy không? Cái này là để cho than và củi vào đây, xong rồi đóng lại để đốt. Còn đây là cái nắp bếp, thì mình có thể mở nắp ra như thế này. Nếu mà cái nồi to thì mọi người có thể mở thêm một khớp nữa như thế này. Và có thể mở đến cái khớp cuối cùng ở ngoài này. Còn không thì chỉ cần mở một cái khớp nhỏ như thế. Còn đây là cái nồi để nấu. Đây, cái nồi không ta? Đây, cái nồi này là để nấu. Và có một ống khói nhỏ nhỏ nữa. Yuri đang đi lấy ấm, đang đi lấy gỗ. Yuri đang lấy gỗ ở trên kia, lấy củi đốt. Thì đây là phòng xông hơi, cái nhà thì bọn mình xông hơi. Thì tối hôm qua bọn mình xông hơi xong rồi mới đi ngủ. Có cái cầu đi ra ngoài đó cho bọn mình có thể nhảy xuống bơi. Dưới kia có cái ghế để cắm trại, còn bên kia có một cái thuyền để mọi người cùng đi chơi nữa. Và ngoài cái bếp củi kia thì ở đây có một cái bếp nướng như thế này. Ấy thì bọn mình sẽ thức nướng đồ ăn và chơi đến khuya. Nếu mà con cái đi ngủ hết thì bọn mình sẽ chơi đến hơi muộn, chơi đến sáng một chút xíu, xong rồi mới đi ngủ. Để tranh thủ đây, người đàn ông của gia đình đang bê củi xuống để đốt, để đốt củi trong phòng xông hơi để chuẩn bị đi xông hơi á. Tại vì hôm nay trời mưa hơi lạnh lạnh cho nên xông hơi là nhất luôn. Xông hơi xong rồi nhảy xuống hồ bơi. Hết củi, hôm qua bọn mình đun hết củi rồi. Cái bon thì vẫn đang chơi với cái lò nướng. Mình sẽ quay ra cái bếp hồ cho mọi người cùng xem một chút xíu nhé. Đây là cảnh hồ. Nếu mà quay vào buổi tối thì sẽ đẹp hơn, tại vì lúc đó mặt trời sáng các thứ thì, nhưng mà hôm nay trời âm u cho nên là không có đẹp lắm. Bên kia có mấy cái căn nhà đó, cũng là nhà mùa hè. Đây là gỗ mùa hè. Nên này thì nghịch nhọ nồi, cái tay này, coi cái tay này dính nhọ nồi không này. Dơ lắm luôn á, đúng rồi, em chơi dơ quá. Cái này bây giờ phải đậy lại. Đây là cái bếp xông hơi bằng củi. Ở nhà bọn mình dùng bằng điện, nhưng mà xông bằng củi như thế này thì cảm giác nó rất là thích hơn là xông bằng điện, mặc dù là nó tốn công hơn. Đúng là cái gì tốn công hơn thì sẽ kết quả sẽ tốt hơn. Ở đây có một căn nhà nhỏ bé xíu các thứ này. À, bé tí xíu. Căn nhà đáng yêu quá, nhà gỗ bé tí xíu xinh xinh. Em ơi nè. Mực ơi, cho mẹ vào quay tí đi. Cho mẹ vào quay một chút xíu thôi. Anh kìa. Mấy xí. Cho mẹ vào xem nhà nè. Cái này là một cái phòng ngủ thôi mọi người ạ. Nhưng mà rất là xinh, bằng gỗ xinh quá nhỉ. Wow, xinh quá. Ta da. Ôi, again. Có cửa sổ nữa này, mở đóng cửa này. Đấy. Ta da. Thôi thế thôi, mẹ đi nhá, bye bye. Em ở đó với bố nhá. Bye bye. Cái nhà xinh quá, cưng quá luôn á mọi người. Bố đóng cửa lại đi, đúng rồi. You want to go there to chill? Cây có hoa này. Yuri đốt lửa, lên lửa rồi. Đốt lửa để chút nữa chơi. Ấm quá.
con gì kêu kêu vậy, con vịt trời. Mình đang đi lấy đồ xuống để nướng. Và nhà lấy đồ để bây giờ xuống bọn mình sẽ nướng á, nướng đồ ăn. Thì mới ăn sáng xong, nhưng mà tại vì Yuri đốt lửa này, tiện rồi nướng luôn. Đây là gia đình của mình. Mời cảm ơn nha. Xin chào. Mai Si xin chào đi Mai Si. Mai Si buồn vậy? Tại sao Mai Si buồn vậy? Chúng ta là tuyệt tác chúng ta. Ôi ôi. Thầy. Bố không cho con lấy than hả? Bố không cho lấy than nên buồn hả? Chỗ cái mặt buồn hả? Bố không cho lấy than người cả mọi người. Tội nghiệp quá. Đây là cái bếp bọn mình sẽ nướng đồ. Thì bây giờ mình sẽ sửa soạn đồ ra rồi nướng. Đây sẽ cuộn nấm. Ủa, it's ready hả? Yuri rủ đi xông hơi hay là xông hơi trước rồi nướng sau ta? Để chờ bạn xuống hỏi bạn đã. Đó là xông hơi trước đi nhở. Tinh thần sảng khoái. Ủa, bây giờ em Bon thay đồ rồi để chuẩn bị đi xông hơi. Nhưng mà nhân gốc nè, Bon ngủ rồi mà chưa chịu ngủ á mọi người. Giờ à, đi xông. Rồi đi xông hơi. À, bọn mình đã chuẩn bị tôm với cả nấm cuộn, bây giờ đang nướng. Còn quá. Đang còn nhiều á mọi người, nhưng mà quay trước, chút nữa quay tiếp. Nhà mình vừa xông hơi xong, bây giờ bọn mình sẽ xuống hồ đi bơi. Tại vì xông hơi nóng rồi, bây giờ sẽ xuống hồ đi bơi. Phải lạnh một chút tại vì hơi gió, nếu mà trời nắng thì rất là hoàn hảo, nhưng mà tại vì gió cho nên hơi lạnh một chút đó mọi người. Nhưng mà ở bên này họ còn ngâm hồ băng mà, cho nên chuyến này cũng là mình ơi 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 ơi. Cây bạch dương á mọi người. Cái ngọn non này có rất là nhiều tinh dầu này. Thì bọn mình sẽ ở bên Phần Lan họ sẽ dùng cái này để quất vào người. Nó giống như là tẩm quất á.
thì cái tinh dầu trong lá này sẽ rất là tốt cho xương hả? Rồi gì nữa ta? Rất là nhiều vitamin, tốt cho xương, tốt cho da và giúp người trẻ lâu và giống như là mắt xanh vậy á. Có một TP. Bây giờ mình vào vào sauna tiếp nhé. Con TP được không? Mẹ ơi. Con TP được không? Ngon quá, bây giờ trứng đã xong. Nấm đã xong. Ngon thế nhỉ. Yuri uống bia vừa cho con ngủ xong. Bây giờ là việc nướng tiếp theo của nhà mình. Tôm nướng xúc xích và nấm. Lửa ấm nha. Đang gỡ cần câu để chuẩn bị đi câu cá mọi người. Dạ. Học nước này gối nè tôi rồi. Nướng xúc xích, nướng tôm và xúc xích. Giờ mình phải tìm chỗ để nướng xúc xích. Đầu bếp Master Chef. Siêu đầu bếp của nhà chồng. Đấy. Thích mọi người nhỉ, thích quá luôn. Mùa hè bên này người dân sẽ đi về nhà mùa hè như này, nhà gỗ như này, cạnh hồ, cạnh biển, cạnh sông như thế này để ăn uống nghỉ ngơi, có ăn uống và nghỉ ngơi thôi, không có làm việc gì hết. Thì cuối tuần mọi người sẽ về đây chơi như vậy. Lửa ấm quá. Wake up. À mọi người, hôm nay là ngày thứ hai bọn mình ở đây. À, nửa ngày thứ hai, tại vì hôm qua mình đến buổi chiều. Thì hôm nay trời hơi xấu một chút. Lúc sáng nay là mưa cả buổi sáng. Thì bây giờ trời bắt đầu mới sáng lên một chút, nhưng mà vẫn còn mây rất là nhiều. Mới nướng xúc xích xong. Nướng xong nhưng mà Yuri không ăn cho nên phải ăn một mình. Chút nữa bọn mình sẽ đi thuyền ra đây chơi và cho em Bon sẽ đi cùng. Em Bon sẽ mặc áo phao và đi cùng với bọn mình ra đây. Tại vì cái hồ, cái sông này rất là đẹp. Chị buồn mà vậy. Thế quá. Nhưng mà thôi không được đâu, cái này cày lắm. Của con chút nữa phải cho em ăn sau nhá. Mình khóc xong. Chúc mọi người cùng ra sau chơi một mình nha. Trời ơi, miếng thịt rất là ngon mọi người này. Bò. Trời đẹp quá, hôm nay trời đẹp. Hôm nay bọn mình đi về thì trời rất là đẹp. Cái này gọi là số phận.